Công chúa xấu xí. La 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 la, la 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 la. Đôi mắt to tròn, mái tóc ống ả, da trắng, dáng cao. Ta chính là người đẹp nhất vương quốc này. Không ai có thể sánh được với vẻ đẹp của ta. Ta sẽ bảo vua cha mở hội thi, tìm người đẹp nhất trong vương quốc. Lúc đó, ta sẽ tha hồ được mọi người ca tụng và khen ngợi. Đúng rồi. Trước khi mở hội thi, ta phải ra ngoài thành, thử xem đám dân chúng ngoài đó có biết đến vẻ đẹp của công chúa ta không mới được. Này, cô gái kia sao lại bịt kín mặt thế kia nhỉ? Ừ, trông nét có vẻ xinh đẹp đấy. Xin chào, các cô đang nói chuyện xinh đẹp gì thế? Mà các cô biết trong vương quốc này ai là người xinh đẹp nhất không? Cô lại còn phải hỏi, đó chính là công chúa chứ còn ai? Công chúa nổi tiếng là người yêu kiều diễm lệ. Các cô đã tận mắt nhìn thấy công chúa rồi à? Làm gì có được diễm phúc đó, nhưng cả vương quốc này đều khác nhau như vậy. Ai mà chẳng biết, tất cả thiếu nữ trong vương quốc, ai cũng ước giá như mình có thể xinh bằng nửa công chúa. Chắc cô không phải người ở đây đúng không? Vâng, tôi từ vương quốc láng giềng tới. Cảm ơn các cô nhé. Có thế chứ, công chúa ta chắc chắn phải là người đẹp nhất vương quốc. Ta thử hỏi đứa trẻ nhỏ kia xem nó có biết người đẹp nhất vương quốc này là ai không. Chào nhóc. Cháu chào cô. Cháu bé có biết vương quốc này ai là người đẹp nhất không? Người đẹp nhất ý ạ? À, có chứ ạ. Hóa ra trẻ con cũng còn biết. Cháu có thể nói cho cô biết đó là ai không? Người phụ nữ đẹp nhất chính là mẹ cháu. Là mẹ cháu? Cháu có nhầm không? Ai ở vương quốc này cũng biết công chúa mới là người đẹp nhất. Cháu nói thật mà, mẹ cháu là người đẹp nhất vương quốc này, đẹp hơn công chúa nhiều. Không thể thế được. Mẹ của người ở đâu? Mau chỉ ta xem. Mẹ cháu đang tới kia kìa. Là người đàn bà đen đúa lộn thộm đó sao? Bà ấy mà đẹp hơn ta sao? Làm sao ngươi dám? Đây đúng là một sự sỉ nhục. Người đâu? Mau bắt thằng bé này lại cho ta. À, thả cháu ra, thả cháu ra. Có chuyện gì thế này? Thả thằng bé ra. Bắt cả hai mẹ con lại, giải về cung. Cầu xin công chúa tha tội cho chúng con. Thằng bé còn nhỏ chưa biết gì. Có chuyện gì thế? Thưa cha, tên oắt con này dám hỗn láo chê cả công chúa. Nó còn dám sỉ nhục con, nói rằng con không xinh đẹp bằng người đàn bà lôi thôi xấu xí này. Xin phụ vương hãy trị tội nó thật nặng. Cầu xin hoàng thượng, cầu xin công chúa tha tội cho thằng bé. Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mạo phạm tới công chúa. Thưa hoàng thượng, đây là tội của tiểu dân không dạy con. Xin hãy cho tiểu dân được nhận tội thay thằng bé. Xin hãy tha cho nó. Các người mau đứng lên, ta còn chưa phán tội cơ mà. Nào, cậu bé, hãy nói cho ta xem tại sao mẹ cháu lại là người đẹp nhất. Kìa, phụ vương, thằng bé này hỗn láo như thế, sao cha còn... Con hãy nghe cậu bé nói đã. Nào, cháu nói đi. Dạ, thưa hoàng thượng, mẹ cháu xinh đẹp nhất vì mẹ có đôi mắt đẹp nhất thế gian. Đôi mắt nhân từ, trìu mến và chan chứa tình yêu thương dành cho cháu. Đôi môi mẹ thì luôn nói những lời ngọt ngào và luôn nở những nụ cười ấm áp. Đôi bàn tay chai sạn của mẹ là đôi bàn tay ấm áp nhất, chăm chỉ nhất và mạnh mẽ nhất mà cháu từng thấy. Hơn tất cả, mẹ cháu có một trái tim luôn chất chứa tình yêu vô bờ bến. Công chúa, con thấy cậu bé nói đúng không? Cha, người mà cậu bé vừa nói tới đúng là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Sắc đẹp bên ngoài không thể ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái. Con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người như người mẹ này con ạ. Cha, con biết rồi. Con xin cha hãy ban thưởng cho hai mẹ con cậu bé. Được. Ng
ngày mai ăn không phải trả tiền. Chà, xong hết rồi đây. Huy ơi, Huy ơi, tắm xong chưa, xuống ăn cơm đi con. Quái lạ, thằng bé lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Trời. Mãi vẫn cứ chứng nào tật nấy thế này. Chẳng hiểu thằng bé đi đâu không biết. Ơ, mẹ, mẹ làm gì mà đứng ngoài này thế? Con còn hỏi à? Tuần sau thi học kỳ rồi mà giờ con còn đi chơi được. Mẹ đã bảo con tranh thủ tắm giặt, mẹ nấu cơm, ăn cơm sớm để con học bài. Ai cho con trốn ra ngoài chơi? Ờ, mai con bắt đầu học cũng có sao đâu ạ. Mai sáng sớm ngủ dậy, tinh thần tỉnh táo, học mới nhanh thuộc bài chứ mẹ. Huy, cũng chỉ là từ ngày mai, con có biết trong đời xảy ra bao nhiêu chuyện không? Hôm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về ngày mai không bao giờ có cả. Ơ, sao lại thế hả mẹ? Mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện về một quán ăn nọ với tấm biển ngày mai ăn không phải trả tiền, rồi con sẽ hiểu. Ngày mai ăn không phải trả tiền. Ê chà, quán mới khai trương có khác. Phải đấy, nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Vậy mai tao quay lại để được ăn miễn phí đi mọi người. Nhất trí. Ngày hôm sau. Mời quý khách ghé vào thưởng thức ạ. Cô Mai đâu? Mau xếp bàn cho mấy vị này đi. Dạ, có ngay đi ạ. Ông chủ tốt bụng quá. Cảm ơn ông chủ nhé. Ăn đi, ăn thật nhiều vào các anh. Hôm nay miễn phí cơ mà. Phải đấy, chẳng mấy khi. Ông chủ, cho chúng tôi gọi thêm mấy món nữa nào. Tôi tới ngay đây ạ. Ngon, ngon tuyệt. Miễn phí lại càng ngon. Phải đấy. Thôi, ta về đi. Ấy, xin quý khách thanh toán trước khi ra về ạ. Sao? Sao lại thanh toán tiền? Chẳng phải đã nói hôm nay miễn phí đấy sao? Phải đấy, tấm biển vẫn còn lù lù kia là gì? Vâng, đúng là thế. Nhưng phiền hai vị đọc kỹ lại tấm biển đi ạ. Ngày mai ăn không phải trả tiền. Rõ ràng viết thế còn gì. Chính vì hôm qua đọc được tấm biển này nên hôm nay chúng tôi mới tới đây chứ. Đây nhé, rõ ràng tấm biển nói ngày mai cơ mà. Vì thế, hôm nay hai vị vui lòng vẫn thanh toán giúp chúng tôi nhé. Hả? Ơ, nếu nói vậy thì khách hàng chẳng bao giờ được ăn miễn phí hả mẹ? Đúng thế, bởi cái ngày mai của họ là không bao giờ. Cũng như con, nếu con bảo rằng ngày mai sẽ học hành tử tế, sẽ ôn bài cẩn thận, thì coi chừng đó có thể là lời hứa hẹn suông mà thôi. Ngày mai của con rất có thể cũng sẽ giống như ngày mai trong câu chuyện kia. Vậy thì những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy bắt tay làm liền, chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tưởng mà thôi. Mẹ, con hiểu rồi, con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không thế nữa. Giờ con tắm xong, mẹ con mình ăn tối, rồi con sẽ học bài ngay mẹ. Việc hôm nay chớ để ngày mai mẹ nhỉ. Phải rồi, con mẹ ngoan lắm. Sa lưới. Wow, trời hôm nay đẹp quá. Mẹ, mẹ ơi, cho con đi chơi nhé. Đi chơi? Nhưng mà... Mẹ, đi mà mẹ. Được rồi, nhưng con chỉ được chơi gần đây thôi nhé. Con nhớ phải để ý và cẩn thận gặp nguy hiểm đấy. Rất nhiều kẻ thù rình rập xung quanh ta đấy. Vâng, con biết rồi. Mùi cỏ non mới thơm làm sao. Tiếng gầm của hổ. Cứu! Có ai không? Cứu tôi với!
thợ săn. Cứu! Cứu! Cứu tôi! Xin hãy cứu tôi với! Tôi không thể chết như thế này được. Xin cậu đấy. Ông hổ uy quyền ngạo mạn là thế, mà giờ đáng thương quá. Mình có nên giúp ông ấy không nhỉ? Cứu! Cứu tôi với! Ông ấy sẽ chết trong tay người thợ săn. Vậy thì tội quá. Chẳng nhẽ thấy chết mà lại không cứu. Mình phải cứu ông ấy mới được. Để tôi giúp ông. Cậu định cứu ta bằng cách nào? Tôi sẽ cắn đứt những mắt lưới là ông có thể ra được mà. Ồ, vậy thì nhanh lên, ta cầu xin cậu đấy. Mình dũng mãnh như thế này mà phải đi cầu cứu một con chuột bé xíu thì thật là xấu hổ. Nếu nó mà đi kể chuyện cho các con thú khác trong rừng biết thì còn gì là danh dự của mình nữa. Được rồi đấy, ông mau ra đi. Này thì chuột này, ngươi chạy đâu cho thoát chứ? Dưới sức mạnh của ta, ngươi có mà nát như tương. Ta còn chẳng cảm nhận được ngươi nữa rồi đây này. Còn lâu mới đi kể chuyện lại cho muôn loài được nữa nhé. Sao lại thế này chứ? Ông làm sao mà nhanh bằng ta được chứ? À, đau quá! Cái gì thế này? Lão hổ hung ác và vô ơn. Ta đã tin ông mà cứu ông thoát chết. Vậy mà... Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Gian ác, ắt phải gặp quả báo. Hãy ở đó mà chờ thợ săn tới cứu nhé. Xem ai sẽ bị nát như tương. Khóc giùm. Từ nay chúng ta phải chuyển về đây sống thật ạ? Sao tự nhiên lại phải chuyển nhà hả mẹ? Đúng thế, vì ba được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh nên phải chuyển công tác con ạ. Từ nay chúng ta sẽ chuyển về đây sống. Con chẳng thích, con thích sống ở thành phố cơ. Ở đây buồn chết đi được. Rồi con sẽ quen mà. Mẹ, mẹ bảo ba đi. Thôi nào, đừng trẻ con thế chứ. Ôi, nhìn kìa, ô tô đẹp thế. Ừ, hình như là của chủ cái nhà lầu ấy đấy. Nhanh nào con trai, hôm nay con hãy tự bày biện sắp xếp phòng ngủ của mình nhé. Sơ, nhà gì mà bé tẹo, xấu mù thế này. Người thành phố có khác, quần áo đẹp thế chúng mày nhỉ. Chuyện, khen thế thì có mà khen cả ngày. Vài tuần sau, con đi học về rồi à? Đã dần quen lớp mới, bạn mới chưa? Chán ngòm mẹ. Đúng là lớp học quê, đứa nào cũng quê một cục. Đọc tiếng Anh thì cứ bập ba bập bẹ, nghe mà phát chán. Sao con lại nói thế? Có thể các bạn không có điều kiện học tập tốt như ở trên thành phố nên mới vậy. Mà các bạn có thân thiện với con không? Có chịu làm quen và kết bạn với con không? Hơ, con chẳng thèm. Mấy bạn ngồi cùng cứ quay sang bắt chuyện làm quen với con, còn rủ con ôn bài cũ theo nhóm. Nhưng con chẳng muốn, những bài ấy con chẳng biết hết từ lâu rồi. Lâm này, mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé. Mẹ nghĩ là con nên nghe nó đấy. Chuyện gì ạ? Sao tự dưng mẹ lại muốn kể chuyện cho con nghe? Con cứ nghe đi, rồi sẽ hiểu. Có một cô bé nọ đi học về muộn, ba mẹ rất lo lắng. Mẹ ơi! Con về rồi ạ. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Con xin lỗi, tại trên đường về con gặp bạn cùng lớp bị hỏng xe nên con dừng lại giúp. Giúp? Nhưng con đâu có biết sửa xe. Con giúp bạn bằng cách nào? Con không biết sửa xe nhưng con dừng lại giúp bạn ấy khóc mẹ ạ. Giúp khóc là sao hả mẹ? Phải, cô bé đã không bỏ mặc bạn một mình, đã ở lại cùng chia sẻ nỗi lo với bạn, đã khóc cùng bạn. Con thấy không, cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp.
nhưng hãy biết chia sẻ những khó khăn, lo âu và sợ hãi với người khác. Cuộc sống là một con đường rất dài, biết đâu sẽ có lúc chính con lại là người bị hỏng xe thì sao? Hãy học cách chia sẻ và an ủi người khác, con ạ. Đừng có nghĩ về mình nhiều quá, đừng cho mình là hơn hết thảy mọi người. Con... Mẹ, con hiểu rồi ạ. Con không muốn sau này chẳng may bị hỏng xe mà không có ai giúp đỡ đâu. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!